sự là em rất cảm ơn các chị, bởi vì ngày hôm nay là ngày đầu tiên em tham dự group này và cũng là ngày đầu tiên em xuất hiện ở đây. Nên là thật sự em rất ngưỡng mộ group của mình, bởi vì sau 4 năm rồi mà group của mình vẫn ngày càng phát triển. Và đặc biệt là các chị ở đây mà em nhìn thấy được các chị rất là tự hào. Nên là em muốn dành tặng cho cái group của mình nhân cái dịp sinh nhật kỷ niệm 4 năm bài hát Cảm ơn tình yêu. Và em không biết là ở đây có ai đang đi cùng với lại vợ với chồng của mình không ạ? Dạ vâng, nếu mà đang đi cùng vợ với chồng của mình thì em cũng hy vọng là hãy cùng hát với em bài này để nắm tay vợ chồng của mình. Nếu ai mà đang đi cùng với đội nhóm cũng hãy nắm tay đội nhóm của mình. Nếu ai mà không đi cùng với ai thì cũng hãy nắm tay người bên cạnh mình. Bởi vì hãy xem họ là những tình yêu cho buổi tối ngày hôm nay, đúng không ạ? Dạ rồi, em cảm ơn ạ. Và bài Cảm ơn tình yêu là bài em có để cái nhạc trong máy. Em cảm ơn ạ. Cảm ơn các chị rất nhiều ạ. Dạ.
thân xin gửi đến các anh chị, các cô chú có mặt buổi tối hôm nay, lời chào thân quý mến và trân trọng. Hoàng Thanh cũng chúc chúc phát triển doanh nghiệp tuổi thứ năm có thành công. Vào tối hôm nay, Hoàng Thanh rất là vinh dự có mặt ở đây để cùng chung vui với các anh chị cũng như rất. Và Hoàng Thanh xin gửi đến các anh chị và các bạn một lời chào, cũng như sự hiểu biết.